Rồi, hôm nay mình trở lại cà phê đồ cổ Trực Quyên các bạn nha. Để vô mình xem có đồ cổ gì mới lạ không ha. Rồi, cà phê đồ cổ Trực Quyên nè. Số điện thoại 0919 403 400. Rồi, đồ cổ Trực Quyên. Mấy cái bàn ghế đồ này ở đây là vừa chơi vừa bán hết các bạn nha. Những cái bàn ghế đồ xưa. Bàn ghế đồ xưa đây, có những bộ hiện tại giờ rất là đẹp luôn ha. Đây là hàng đang gói đi nè các bạn, gói đi để chuẩn bị giao cho khách đây. Đó, gói đi giao cho khách đây. Thì đây mình thấy có cẩm lai nè, bộ bàn ghế cẩm quá đẹp luôn, bàn ghế cẩm quá đẹp luôn ha. Có bộ bằng cây gỗ bằng rễ cây nữa nè. Đó, đây là cái bộ, những cái bộ cái kiểu xưa người ta đóng rất là đẹp ha. Nói chung là kỳ trước thì có ông chủ thì cũng báo giá hết, nhưng mà ngày hôm nay ông đang mắc công việc, thành thử ra là mình đến thì mình quay đại luôn, không có báo giá. Rồi, các bạn nào muốn mua thì cứ alo với ông chủ ha. Đây, bộ salon rất là đẹp. Như máy này thì toàn nguyên bản, chưa có lau chùi đồ lại. Đó, rất là nhiều luôn. Tủ có, đồ đồng có, đồ sứ, gốm sứ có ha. Đây, salon xưa bằng cẩm lai hết các bạn nha. Đó. Rồi, ngoài cái đồ gỗ thì ở đây có, đây, mình quay những cái thứ cho các bạn xem. Ví dụ như những cái đồng hồ, đồ là đồ xưa ha. Những cái đồng bằng bạc, những cái cục bằng bạc luôn, với những đồng tiền bạc ha. Rồi máy ảnh nữa ta. Rồi máy ảnh còn à. Ô, còn nhìn ok đó chứ. Máy ảnh nè. Rồi chân đèn cày, rồi mấy con hổ bằng đồng. Ôi, nặng ghê. Đồng khối luôn. Rồi đây, những cái con thú nè, bằng đồng nè. Rồi những cái vòng bằng đồng nè. Đó, rồi những cái linh vật, rồi bát nhang, lương hương, rồi bi đông, đồ, rồi đĩa nhạc, rồi giày lính đồ nữa, giày bút lò xô rồi nữa ha, giày đồ cổ Mỹ ha. Rồi những cái này đó, những cái đồ cổ đồ này rất đẹp. Đây có đồng tiền, đồng tiền gì? Ruby. Tiền ruby đó. Rồi, đây có lư nè, đồng hồ nè. Đó, những cái đồng hồ hàng hệ của thị sĩ đồ này nọ đó. Đó, của thị sĩ, rồi kiến. Ví dụ như kiến Ray Ban, đồ kiến, những cái kiến vàng xịn. Rồi kể cả có cả kiến cận, rồi kiến đeo, kiến đồ nữa ha. Đồng hồ. Đồng hồ đồ nè, cổ nè. Rồi có những cái vòng đeo tay nè. Rồi có những cái hàng... cái nĩa, cái đồ bịch bạc với lại ngà voi rồi ha. Có cả tim quẹt giúp bô nữa. Ở đây những cái tủ này có bộ ngà voi, rồi đèn xưa đó, đèn xưa rồi ha, đèn đồng hồ nè. Đó, rồi không quẹt giúp bô thì đủ loại. Đó, giúp bô đủ loại ha, đủ loại đủ nước hết ha. Đó, và chim bô. Rồi những cái bình sứ, những cái máy hát, cái bằng hồi xưa Akai đồ đó, tách nè, auto rò vẹt. Rồi cái bàn, cái bàn này là bàn thờ cổ không ta. Rồi tranh, rồi chén dĩa sành sứ, tivi cổ, vi san vô TV cổ nè, bi đông nè, gà mên. Rồi bộ đồ sứ xưa nè, sứ này của Pháp nè, đẹp cực kỳ luôn. Đó. Rồi, tất cả những này bán hết nha. Máy cassette, máy đồ, đài nè, máy cassette nè.
rồi bộ bàn ghế dĩa đồ xưa nè, tranh nè, sơn mài nè, bàn ghế chén bát ngày xưa đẹp ghê chưa, rồi đồng hồ của Pháp nè, mấy đồng hồ thời Napoleon đồ để lại nè, mấy đồng hồ cổ nè. Rồi đây là bàn ghế nhiều ghê, đẹp quá. Có cả gỗ mun nè, cẩm lai. Máy tách. Đây. Đèn đóm nữa ha. Đây. Cái đồ đồng xưa. Đủ kiểu con đà điểu. Cái này để bỏ trầm vô nè. Bỏ trầm vô đốt cho nó thơm nè. Máy đĩa, máy cắt xếp cho ha, có con ngựa, ở đây cũng mua nữa nha các bạn nha, các bạn cứ gọi điện rồi sẽ có, rồi người ta cũng mua luôn, vừa mua vừa bán luôn. Bằng gỗ. Đồng hồ, hồ xưa nè. Voice. Đây. Thì những cái mà bó này là chuẩn bị xuất bến rồi đây. Loa. Bộ loa âm ly. Đồng hồ. Đây đèn đây à, đồng hồ máy may rồi, bây giờ mình lên lầu chút xíu đi, có đồ lính nữa các bạn, đồ lính nữa. À, giờ chúng ta lên lầu ha. Bức tranh con cò. Con gì đó? Không phải con cò. Có là nhạc nữa. Đây, những cái bộ này là bán hết các bạn. Vừa xài vừa bán. Tranh gì đẹp dữ vậy? Công nhận ngày xưa người ta vẽ một bức tranh phải nói nó, khi mà mình nhìn vô nó có một cái sự mê hoặc trong đó ha, rất là lạ luôn ha. À, bộ bàn ghế nè, nhìn nó ngọn giỏ gọn mà rất là đẹp. Bộ này để gương lược. Chứ làm chi để cái xe như thế này xong thì không biết chỗ nào.
Rồi bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ ha các bạn nha, theo số điện thoại mà mình đọc ở trên cái đầu của video các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.